Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Quang Jenny. Ngày hôm nay là 26 tháng 2 và mình đang phát thanh tại Nagano, Nhật Bản. Mình đã quay trở lại với công việc và từ bây giờ có thể là cũng sẽ ổn định một tuần ra được những video liên tục đối với để cập nhật thông tin với mọi người. Những ngày vừa qua thì bận rộn khá là nhiều, vừa là gia hạn cái visa, vừa là làm hồ sơ để đưa bà xã sang bên này. Cho nên là không có ra video đều đặn. Rất là mong mọi người thông cảm. Chúng ta sẽ có khá là nhiều thông tin trong cái video ngày hôm nay ha. Ngày hôm nay thì Bit cũng vừa mới tăng lên một chút, hiện tại đang ở cái mức là đang cố gắng phá 40.000, đang ở 39.300, tăng lên so với hai ngày trước xuống thấp nhất là tận 34.300 ha, tăng lên là 6.000 đô trong bao nhiêu nhỉ, 5.000 đô chỉ trong vòng có 2-3 ngày. Thì cũng là những cái tín hiệu cho thấy rằng là vẫn còn được mua ở khu vực 34-35.000 ha. Thế vẫn là những cái thông tin khá là tốt. Chúng ta sẽ nhìn vào đồ thị sau khi mà điểm qua một số các thông tin về on-chain và thông tin ngoài lề về chính trị và chiến tranh chút ha. Rồi, ok. Thì on-chain thì mình nhìn thấy một cái dấu hiệu của việc là cái nguồn cung nó đang đang được tăng lên. Nguồn cung ở trên các các sàn giao dịch nó đang tăng lên. Đó, thì ngày hôm qua là ngày 25 thì có khoảng là 37.000 inflow là 37.000 bit nạp vào. Đấy, ngày hôm trước nữa thì là có 52.000 bit. Cái lượng bit được đưa ra khỏi sàn thì cũng khá là lớn, cũng tương tự luôn. Nhưng mà có một cái điều cho thấy rằng là đâu đó nó vẫn có một cái nguồn nó vào rất là lớn, rất là mạnh. Và cũng có những người rút ra. Tuy nhiên là mình nhìn thấy nếu mà nó vẫn vào mạnh như này thì có thể là người ta chưa bán ngay đâu nhá. Có thể người ta chưa bán ngay. Mà nếu người ta bán ngay rồi thì tốt, nhưng mà nếu nó chưa bán ngay thì nó có thể là cái nguồn cung dự trữ ở sẵn ở trên sàn, để khi mà giá lên những cái vùng như khoảng 40-45.000 là nó sẽ bị cản trở ha. Rồi, ok. Hoặc là hai cái ngày tăng đột biến này nó chính là cái thời điểm mà người ta sợ hãi. Khi giá Bitcoin rơi về 34.000 và người ta mang cái tài sản của mình lên trên sàn để người ta bán. Và nếu như cái nguồn cung này thực sự đã bị hấp thụ hết dựa trên cái on-chain thì chúng ta có thể thấy rằng là nó cũng không có quá là lo ngại ha. Hy vọng rằng là như vậy. Rồi, ngược lại với Ethereum thì cái nguồn cung lại đang trở nên dồi dào hơn ở trên các sàn giao dịch. Cái lượng người nạp lên Ethereum lên khá là nhiều và không bị rút ra mấy. Thế thì cũng là một điều hiển nhiên, tại vì hiện tại thị trường đang tập trung toàn lực cho cái việc là đẩy giá Bit lên. Nếu mà những người mà thuộc phe bull, tức là những người mà muốn giá Bit lên thì họ đang tập trung để họ thu mua Bit trước. Còn những cái đồng altcoin thì cứ từ từ ha. Mình cũng thấy có một cái dấu hiệu mà cái lượng dự trữ Bitcoin của các thợ đào nó tạo ra cái đỉnh ở cái thời điểm ngày 22 tháng 2 rồi vừa rồi, 23 tháng 10 tháng 2 vừa rồi, và nó đang giảm dần một chút. Thì có thể là cũng liên quan đến cái việc là các cái thợ đào ở Ukraine và Nga nó cũng có cái trạng cái hoạt động là bán Bit của mình đi. Bán Bit của mình đi ha. Để có thể là di chuyển. Rồi ok, thì không có thông tin gì nó quá là đáng kể. Tìm qua về các cái đồng altcoin thì một số các cái đồng altcoin nó có cái dấu có cái việc là tụt nhiều hơn Bitcoin khi mà giá tụt. Nhưng mà khi mà giá Bitcoin nó có cái dấu hiệu tăng lên thì các đồng altcoin nó cũng lại tăng rất là nhanh. Có những đồng altcoin cũng lên đến 5-10%, thậm chí là mười mấy phần trăm cũng có. Tuy nhiên là tính về chiều dài khoảng 7 ngày hoặc 1 tháng thì cái độ sụt giảm của các đồng altcoin nó vẫn nhiều hơn so Bit ha. Đặc biệt là có cái đồng Luna là trong 7 ngày nó còn tăng đến 44%. Đồng Luna này là rất là may ha. Ai đang giữ Luna thì tuyệt vời ha. Sorry mọi người, họng của mình vẫn đang rất là kém. Bị ho liên tục mà vẫn chưa khỏi. Cố gắng trình bày ngắn gọn để đưa thông tin cho mọi người ha. Ok. Một số các cái thông tin nữa trên Twitter thì có những thông tin khá là thú vị. Thứ nhất là Samsung là chủ tịch của người sáng lập ra cái sàn FTX. Là một sàn khá là lớn ở Mỹ ha. Dành cho người Mỹ có thể là trade được, thì cũng đã đưa ra một cái gọi là một cái chương trình từ thiện. Họ tặng cho tất cả những cái người dân nào
ở Ukraine mà đang mở tài khoản ở trên sàn FTX. Mỗi một người sẽ được 25 đô. 25 đô đấy có thể rút ra, có thể làm bất kỳ cái gì mình thích. Đó. Thế cho nên là đây là một cái hành động khá là nhân văn của sàn FTX. Và nhiều người thì cứ cho rằng đây là một cái việc gì nhỉ? Lợi dụng vào cái thời điểm mà chiến tranh, đau thương để có thể làm, để có thể PR quảng cáo. Nhưng mà đây là một hình thức PR nhưng nó có tâm. Đấy. Vẫn là để người ta biết đến tên tuổi của mình, nhưng mà cũng lại mang lại cái giá trị thiết thực đối với cái người dân ở Ukraine ha. Thì Ukraine thì sớm đã trước khi mà xảy ra một cái cuộc chiến nó như bây giờ, thì họ cũng đã nhanh chóng là ban hành được một cái đạo luật là cho phép gì nhỉ, sử dụng Bitcoin như là một cái tài sản, một cái phương tiện thanh toán, phương tiện quản lý tài sản ha, tài sản. Thì Bitcoin hiện tại là đang được sử dụng hợp pháp Ukraine. Vậy là các cái chương trình mà hỗ trợ Ukraine bằng Bitcoin là đều được hợp pháp. Rồi, tiếp theo là một cái đây là cái ví mà nhận gì nhỉ, hỗ trợ của quân đội Ukraine, từ nhận donate của quân đội Ukraine qua bằng Bitcoin ha. Thì vừa mới đến ngày hôm qua hôm kia thôi thì nó mới chỉ có là nhận được khoảng là 1 triệu đô, 1 triệu đô tiền donate, tiền tiền thưởng bằng Bitcoin, tặng người ta hỗ trợ bằng Bitcoin. Nhưng mà chỉ trong mấy tiếng vừa rồi nó nhận thêm được 80 bit, tức là khoảng hơn 3 triệu đô thời điểm mà nó gửi. Thời điểm này có thể là cao hơn rồi. Hơn 80 bit, hơn 3 triệu đô được chuyển vào cái ví đó, làm cái tổng số tiền mà bên quân đội của Ukraine được độ nhận là hơn 4 triệu đô ha, hơn 4 triệu đô. Thì đây là một cái hình thức mà giúp cho các cái nước nhỏ, các cái nước mà bây giờ họ lo lắng về cái việc là chiến tranh rồi các thứ, thì họ có thể là làm cái việc này để trong cái lúc mà ví dụ đất nước họ cũng gặp nguy hiểm. Thế bây giờ thằng Nga nó đánh thằng Ukraine xong, nó đánh luôn cả mấy nước bên cạnh thì làm sao, đúng không? Mấy bên cạnh thì rất có thể là họ cũng sẽ có những cái động thái tương tự. Thì số người mà tìm hiểu về cái việc là làm thế nào để có thể là di chuyển cùng với tài sản của mình ở những đất nước mà đang loanh quanh ở quanh cái khu Nga với Ukraine, thậm chí là Đài Loan hay là Trung Quốc các thứ, thì họ cũng sẽ tìm hiểu đến Bitcoin và họ có thể là sẽ giữ trữ Bitcoin. Thực ra mà nói, để mà bây giờ di chuyển thì dễ nhất chỉ có thể là Bitcoin mà thôi, đúng không ạ? Dễ nhất chỉ có Bitcoin thôi. Còn và có thể là thanh toán bất kỳ ở đâu. Bây giờ nếu mà cầm vàng, đúng không ạ? Cầm vàng thì nó cũng là một cái tài sản trú ẩn đấy. Nhưng mà có hai cách. Cách nhất là nếu mà người ta nạp vàng lên các cái sàn giao dịch ấy, thì cái đấy thì còn tạm được, tức là vàng điện tử chứ không phải là vàng vật chất, thế còn tạm được. Nhưng mà gặp một cái lỗi là vàng ở các quốc gia nó không phải là có thể là giao dịch nó giống giống nhau được. Ví dụ như là một cái sàn ở đấy nó không hỗ trợ ở một nước khác chẳng hạn. Rồi bây giờ ở Việt Nam có cái sàn ABC nhưng mà sang nước ngoài ông lại không bán được ở sàn ABC, có thể là cũng chẳng di chuyển được sang cái sàn nước ngoài cơ, tại vì là không có ID, không có tài khoản. Nhưng Bitcoin thì sao? Bitcoin thì có thể là chuyển cho nhau thoải mái, tại vì nó không thông qua bên trung gian, không thông qua bên thứ ba. Ví dụ vàng, vàng ví dụ như là bây giờ cầm vàng vật chất đi chẳng hạn, vật chất đi chăng nữa, nếu mà không mua phải vàng chín số chín nhé, mua mấy cái vàng bảo tín các thứ nhá, thì ấy, thậm chí là ra nước ngoài nó chỉ là một cái chặn giấy thôi, nó không có giá trị gì hết. Đấy. Còn nếu mà cầm vàng vật chất thì đấy, cầm xem là bao nhiêu cân vàng đi ra nước ngoài. Bây giờ Việt Nam, bây giờ bạn mới lên máy bay mà nó phát hiện ra bạn có vàng ở trong người thôi, là có thể là nó sẽ về hải quan nó sẽ kiểm tra rồi. Đấy, nó chỉ cho một cái số lượng vàng cố định ở đấy thôi, chứ không được mang vàng thỏi vàng miếng đi sang nước ngoài đâu, kiểu như vậy. Thế thì Bitcoin là một cái phương pháp di chuyển mà an toàn và dễ dàng. Đấy, trong cái thời điểm mà chiến tranh dịch bệnh hay là thời điểm mà đất nước bất ổn ha. Thế cho nên là Nga rồi là Ukraine nó nhanh chóng nó hợp thức hóa cái việc sử dụng Bitcoin ở trong hai đất nước này, để cho thứ nhất là có thể nhận được tiền viện trợ, thứ hai là không bị áp lực của các cái nước phương Tây nó đánh nó đưa các cái lệnh trừng phạt ha. Thế thì những cái thông tin này nó thực tế mà nói thì nó không có mang lại cái giá trị gì đó mà khiến cho giá Bitcoin nó ngay lập tức nó bật lên. Những cái thông tin mà nó mang lại cái giá trị kiểu như vậy thì mình sẽ không bao giờ mình để ý nhiều. Mình chỉ
Thế à, khi mà thấy giá tăng lên bắt đầu người ta đi tìm thông tin, à thông tin này, họp cái này, đánh nhau cái này, thì những cái đó mình phải tưởng tượng nó từ trước khi mà nó xảy ra rồi, chứ còn khi nó xảy ra nó chỉ là hợp thức hóa đường giá mà thôi. Những cái thông tin mà chạy sau như vậy thì không thể nào mà chúng ta bắt kịp được. Chúng ta là những cái người mà người trần mắt thịt, không phải làm ở bên truyền thông, cũng không có tay trong tay ngoài gì, thì chúng ta không có bắt được những thông tin nó quá là sớm đến để cái mức mà có thể là phản ứng kịp với lại cái giá. Khi mà chúng ta nhận được cái thông tin đấy rồi thì giá nó đã đi xong rồi. Vậy là chúng ta nhìn nhìn thông tin thì nhìn nó dài ra một tí, nhìn nhận nó rộng ra. Hiện tại giá vẫn đang loanh quanh ở cái mức là rất là thấp, khoảng dưới 40.000 đô, nhưng mà với những cái thông tin tích cực như thế này, giá nó chẳng thay đổi gì đâu, nhưng mà trong một thời gian ngắn sắp tới, khi mà thế giới nó loạn lạc hơn một chút nữa đấy, nó không dừng lại ở đây đâu ha. Rồi một lát nữa thì nếu mà có thời gian mình sẽ nói thêm về cái việc đó, nói thêm về việc là Trung Quốc nó phản ứng thế nào với cái việc mà Ukraine với Nga nó bem nhau thế này ha. Thì rất có thể là cái số người người ta nghĩ đến cái việc là sở hữu Bitcoin ấy, nó sẽ nhiều hơn. Bản thân gia đình mình nhé, gia đình mình đang ở Việt Nam ấy, thì là một đất nước rất là thanh bình, rất là yên ổn. Nhưng mà trong nhà mình lúc nào cũng phải có ba loại tiền, nhất là tiền Việt này, thứ hai tiền đô, thứ ba là tiền Nhật. Thứ Nhật thì là mình do là mình có tiền Nhật cho nên mình có giữ luôn, còn nếu không giữ được tiền đô thì là cũng đã ổn rồi. Đó. Tức là mình phải có ngoại tệ nữa trong cái trường hợp đất nước gặp bất ổn, không có gì có thể nói chắc được ha. Và vàng đó. Thì vàng thì không có chứa nhiều, vàng thì nếu mà có lời là bán, không chứa nhiều, lý do là cái đấy nó vận chuyển cũng khá là phức tạp. Đó. Thì với những cái người mà người ta có tài sản nhiều hơn nữa thì người ta càng muốn là đa dạng cái số tài sản của mình. Tất nhiên là người ta sẽ không cho toàn bộ vào Bit rồi, cái điều đó là điều hiển nhiên, bởi vì là đâu có chắc được rằng thằng Bitcoin này nó không có tụt xuống dưới 20.000, 10.000, chẳng có gì chắc được à. Thế cho nên là người ta sẽ chi một phần thôi, ví dụ người ta sẽ cho khoảng 5-10%, nhiều hơn hoặc ít hơn tùy với mỗi người đó, tùy với lại cái volume hay là cái sở thích của mỗi người. Đấy, có những người người ta tin tưởng thì người ta sẽ có nhiều vào. Đấy. Ví dụ như người trẻ chẳng hạn, người ta tin vào thị trường, tin vào Bitcoin, tin vào công nghệ, tin vào sự tiện lợi của nó, người ta có thể cho đến 70-80% vào đây. Thế nhưng mà có những người lớn tuổi hơn thì người ta sẽ cho cái lượng tiền nó ít hơn nhưng vẫn có ha, để nó đa dạng hóa cái danh mục tài sản của mình. Rồi, ok. Thì rồi chúng ta sẽ đến qua với cái nhìn toàn cảnh về Bitcoin trong cái đợt tăng trưởng này ha. Đầu tiên thì cho nhìn về nến ngày, chúng ta thấy rằng là có một hai ba cây nến đang là xanh, thì nó kéo giá Bitcoin lên từ dưới 45.000, 43.000, à, ba à, từ dưới 35.000, tức là 34.300 bật lên. Bây giờ hiện tại là 39.400, thì cũng là một cái sự gì nhỉ, gọi là hỗ trợ khá là tốt ở khu vực 35-36.000. Thế thì nhìn kỹ hơn một chút cho có thể thấy rằng là cái khu vực này nếu mà đã hình thành được đáy rồi thì nó lại cao hơn cái đáy vừa rồi, là ở cái đợt mà 24 tháng 1, cách đây khoảng hơn một tháng, thì khu vực đợt đấy thì nó giảm xuống tận là 32.900, tức là khoảng 33.000, đợt này là khoảng 34.000 ha. Và một cái điều nữa đó là volume mà nó đỡ giá của cái thời điểm đó ấy, nó rất là cao, nó là một cây volume rất là cao. Và để mà so sánh thì trong cả cái quá trình tăng trưởng của Bitcoin từ lúc mà 28.000, 28.000 từ tháng 7 đến bây giờ, thì đây là lần thứ tư nó có cái volume cao như thế này. Nếu mà nói về tăng ấy, nếu mà là một cái volume mà của một cây nến tăng, giảm thì không nói nha, giảm thì có một lần này, hai lần này, cũng là một cái volume rất là lớn, cao bằng thời điểm hiện tại. Thế nhưng mà nếu mà nói về tăng thì chỉ có duy nhất một lần là ngày 26 tháng 7. Nó cũng là một cái cây mà nhằm phá lên cái khu vực là 40.000, cũng từ 35.000 đến 40.000 của Bitcoin. Nó rất là giống với cái thời điểm hiện tại nhá. Rất là giống thời điểm hiện tại, nhưng mà đợt đấy thì gọi là tiếp tục phá trend để tăng lên. Thế còn lần này thì là giữ đáy. Thế thể hiện một cái việc là ở cái khu vực này là cái khu vực mà có sự hỗ trợ rất là lớn, thì rất có thể là nó không theo cái suy tính của chúng ta ban đầu, nó sẽ xuống tới khoảng 32-33.000 mà nó sẽ tạo đáy ở khu vực này, bởi vì là có một cái volume rất là lớn đang đỡ ở phía dưới. Tất nhiên là cũng không có biết trước được, mình vẫn thiên về cái trường hợp là nó sẽ tiếp tục test một lần nữa ở cái khu vực mà khi mà chạm vào đường EM 389 của khung ngày,
89 thì rất có thể là nó sẽ kéo xuống khoảng 40, 42, 43 nghìn. Nó sẽ test một lần nữa rồi nó đi xuống, để nó có thể là tạo được một cái lực tăng tốt hơn khi mà nó rũ bỏ sạch thị trường. Rũ bỏ như này thì chưa chưa được, bởi vì là rũ bỏ nó cần có thêm thời gian nữa cơ. Ở đây nó tạo ra cái mô hình hai đỉnh xong nó kệ tụt xuống chỉ đâu đó có khoảng một tuần thôi, nó đã bật lên rồi. Bật lên rất là nhanh, nhanh như thế này thì chưa chưa đủ cái độ sợ để cho người ta có thể là để người ta có thể bán hết hàng của mình đi. À, chúng ta xem cái chỉ số tham lam sợ hãi thì nó đã có lúc nào tụt xuống thấp chưa? À đâu nhỉ? Nó vẫn ở 26 mà hôm qua là 27, 25. Không có một cái ngày nào nó gọi là quá thấp. Thế có thể là nó cần phải có một đợt đi giá nữa. Đồng thời là chúng ta cũng nhìn thấy on trend là nó đang có cái dấu hiệu là nạp thêm vào đúng không? Nạp thêm vào để cái nguồn dự trữ ở trên sàn nó vẫn còn. Rất có thể là vẫn không bán nữa. Mặc dù bây giờ nhìn ở chỉ số order flow hay là map chúng ta đều nhìn thấy rằng là không có nhiều những cái lực cản ở bên trên. Tuy nhiên là lực đỡ bên dưới thì cũng tương tự. Thế cho nên là thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà cả hai đầu đều đều gọi là rất là thoáng. Đấy, bọn tạo lập thị trường mà nó muốn đẩy giá lên hướng nào cũng được hết à. Bây giờ nếu mà nó đẩy lên, nếu mà trong trường hợp chúng ta chọn phe lên thì nó có thể đẩy lên đến gần 41.000, sẽ lại có phản ứng giá ở đấy và đi ngang rồi rồi phá dần cái mốc 41.000. Còn nếu mà nó đi xuống thì nó sẽ quét xuống và bật lên rất là nhanh. Thì đấy là cái nhìn về gọi là thời điểm hiện tại, nhìn về cái thị trường hay là nhìn về cái cách mà giá nó đang phản ứng với thị trường, với thông tin như thế nào. Thì theo như cá nhân của mình nghĩ rằng là nó sẽ cần có một lần test nữa trước khi mà nó có thể bật lên một cái trend thẳng thẳng như thế này, bật lên thẳng như thế này thì rất có thể là nó cần phải lần test nữa. Chúng ta hãy nhìn kỹ hơn một chút về những cái thời điểm mà nó tăng lên ở đây. Thì với cái volume thời điểm đó nó không có quá mạnh nhưng mà nó vẫn tạo ra những cái thân nến ở cái mức độ bình thường. Mà thời điểm bên này ấy, thì volume đang ở mức trên trung bình nhưng mà nến thì cũng chỉ là thân cái volume cái biên độ giao dịch của giá hay là thân nến nó rất là ngắn, thể hiện rằng là ở đây thứ nhất là cái lực mua nó không quá mạnh, nó không quá là ồ ạt phũ phàng để nó đẩy giá lên bất chấp, mà nó dè dặt ha, nó dè dặt mặc dù là khối lượng mua thì có nhưng mà khá là dè dặt. Đó. Thế thì với một cái bên mua mà nó chưa có mạnh như thế này, rất có thể là nó sẽ bị cản lại ở cái khu vực bên trên. Thì chúng ta cùng nhìn kỹ hơn ở những cái khung giờ thôi, chứ còn nếu bây giờ mình nhìn vào đến ngày và 2 3 ngày sau mình mới ra video thì cũng không thể nào nói được xem là nó sẽ đi như thế nào. Nếu mà chúng ta muốn là có một cái nhìn sát hơn thì mọi người có thể là theo dõi hay là cùng trao đổi trong nhóm Telegram ha. Thì đấy là cái view của mình cho cái thời điểm hiện tại, là một là nó có thể lên test lại ở khu vực 33 34 nghìn. Đó. Trước khi lên 34 nghìn thì phải xem ở khu vực 41 nghìn nữa, 41 nghìn mình vừa mới nói rồi là nó cũng một cái cản khá là lớn ha. Rất là nhiều người đang đặt bán ở đó. Sau đó thì là 33 34 nghìn. Thì đấy, đấy là hai cái khu vực giá Bitcoin sẽ phản ứng ở đó, ở khu vực đó. Và nếu mà phản ứng tốt ở đấy thì rất có thể là nó sẽ phá lên luôn. Còn một cái trường hợp mà mình nghĩ để xảy ra nhiều hơn đó là nó sẽ tầm 33 34 nghìn thì nó sẽ đi xuống một lần nữa. Đấy, xuống lại khu vực 34 33 từ 33 đến 36 nghìn xuống để test lại khu vực đấy một lần nữa. Những cái dấu hiệu của cái việc là kiểm định cung thì cũng đã xuất hiện. Tức là kiểm định cung đã hoàn tất. Thì đây là cái nến ngày ngày 16 tháng 2. Có một cái dầu giật dưới và mặc dù ở trên đỉnh nhưng mà cái volume giao dịch ở lúc này nó khá là thấp, không lên khá là thấp. Đấy. Thì mình cho rằng là cái kiểm định cung nó cũng đã ổn ổn. Đấy. Thì nếu mà thị trường rồi là các cái điều kiện ngoại cảnh nó cho phép thì rất có thể nó cũng có thể bật lên từ đây. Cái tỷ lệ mà bật lên thẳng từ đây lên đến những cái vùng cao hơn 5 4 8 50 thì khả năng là thấp nhưng mà cũng có thể có ha. Rồi ok. Thì đấy là hai trường hợp nhưng mà trường hợp nào cũng là lên. Trường hợp nào thì cuối cùng nó cũng lên mà thôi. Ta sẽ nói một cái vấn đề khác đồng thời là xem về các cái OneCoin ha ở trong cái video thứ hai.